Hiện nay ở Sài Gòn bắt đầu việc phát tiền hỗ trợ người nghèo gặp khó khăn trong mưu sinh ở thời gian của lệnh cách ly toàn xã hội. Nguồn tiền này nằm trong gói tài chính 62.000 tỷ đồng dành hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid, bà Tư kể. Có nhận ở phường phát. Tiền đó là cái tiền của giống như là trong cái thời gian mà bị dịch Covid á. Rồi xong rồi ở phường hỗ trợ cho những người nghèo, khó khăn mà trong cái khoảng thời gian mà coi như Covid không có buôn bán gì được á, thì tổ trưởng sẽ đi lại từng nhà hỏi trong một hộ á, có bao nhiêu người. Thì trong một hộ đó, nhà hộ nào mà khó khăn nhất á, thì người ta sẽ cho từ 3 người cho tới 4 người trở về. Chẳng hạn như xe ôm, xe lôi, rồi buôn bán, rồi làm bị thất nghiệp, là những cái hộ nghèo và cận nghèo thì tổ trưởng sẽ cho vô trong danh sách đi lãnh. Gia đình bà Tư có hộ khẩu ở phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ hộ khẩu ngay tại thành phố nên các thủ tục hành chính cho việc nhận số tiền hỗ trợ an sinh mùa dịch Covid của người dân được nhận xét là thuận lợi. Bà Trương Thị Tuyết Lan kể. Phường 15 của cô là nhận hết rồi đó. Nhận phường 15 cô nhận hết, những người buôn bán mà nhận hết. Buôn bán với xe ôm mà nhận hết. Nó nói tiền Covid là mình được nhận đó, là mình ký tên xong nhận về liền. Nói chung thủ tục cũng nhanh nhưng mà phát tiền cũng nhanh. Hãy ai có danh sách là lên là đưa nộp hộ khẩu, kêu từng người lên là nhận tiền thôi. Việc phát tiền hỗ trợ này theo lời của bà Lan là không gặp sự khó dễ vội vĩnh gì. Người dân đến trụ sở của Ủy ban Nhân dân phường sở tại để ký nhận số tiền này. Với đồng mức mỗi hoàn cảnh là 1 triệu đồng, không phân biệt vào nghề nghiệp mưu sinh của người dân, bà Tư kể. 1 triệu, đúng 1 triệu thôi, người nào cũng vậy đó, nguyên một cái hẻm của cô là người nào cũng 1 triệu không. Còn với bà Lan thì có nhà, có 2 hộ khó khăn, nhưng mới chỉ nhận tiền hỗ trợ có 1 hộ. 1 triệu. Nhưng mà nhà cô là 2 hộ buôn bán nhưng mà lãnh con hộ, còn hộ chưa không được lãnh. Việc nhận tiền hỗ trợ này đối với người nghèo, phần thủ tục phải có là tờ hộ khẩu cư trú ngay tại nơi đang sinh sống. Với những lao động nhập cư thì yêu cầu về lại quê nhà cho khoản giấy tờ hành chính là một khó khăn trong mùa dịch Covid.